lảo đảo cho anh vài vòng phát. Cắt xích cắt chân cực kỳ ok luôn anh em nhé. Với súng phọc này. Cắt xích chúng vào anh cái. Cỏ bô nó bị lứt lỗ khó to. Này rửa lên phát nữa là ok luôn anh em ạ. Rửa lên phát nữa là xinh xắn ngay. Em như chó thở. Rồi tắt đi. Đây quay sơ sơ anh em tí nhá, mai vớt ra nào cái video nó ok hơn. Đấy, quay sơ sơ thôi. Bữa sau mình làm video nó chất lượng VIP Pro luôn cho quý vị.